Chào các bạn. Chào các bạn đã trở lại video của mình. Và hôm nay mình đang ở cửa khẩu Hữu Nghị Lạng Sơn. Đang ở trong bãi Xuân Cương mọi người ạ. Hôm nay thì mình bắt đầu chuẩn bị được ra khỏi bãi rồi. Sau hơn 2 tháng mình đánh xe cái công hàng mình lên đây thì không trả được hàng, thì mình lại quay đầu về kho ở dưới Bắc Ninh. Mình cũng chưa biết là chỗ nào Bắc Ninh đâu, cũng chỉ biết là khu công nghiệp mở rộng thôi. Ở bên chủ hàng thì có bảo đánh xe về kho để chuyển công 40 đi đường biển. Bởi vì Trung Quốc thì ở đây cũng chưa phải đóng cửa đâu, nhưng mà là hàng mình xuất đi thì rất là chậm, thì lại bắt buộc phải quay về dưới biển đi đường thủy cho nó nhanh. Thì mình cũng ở đây cũng khá là lâu rồi. Hiện tại thì bây giờ đang trời đang mưa một chút. Trời cũng 7 giờ tối rồi mọi người ạ. Gần 3 tháng mà không trả được hàng thì rất là buồn. Bây giờ thì mình cũng sẽ đi như thế này đến khi nào mà mình buồn ngủ ấy. Chỗ nào mà an toàn ấy thì mình sẽ đỗ ngủ cạnh đường. Rồi mai mình sẽ đi sớm xuống công ty. Bởi vì ở dưới kho Bắc Ninh ấy thì người ta có điện lên từ 3 hôm trước rồi. Nhưng mà do cái giấy tờ hải quan ở cái chỗ mình bốc hàng ở dưới Hải Dương với lại Lạng Sơn này có một chút gì đấy không giải quyết được, cho nên là được 2-3 hôm nay rồi ấy, thì mới bắt đầu xong. Hàng của mình về kho thì cũng là vội, nhưng mà mình cũng có gọi điện rồi. Ở kho thì không làm việc ban đêm, cho nên là mình xuống dưới mệt, mình sẽ ngủ ở mệt. Thank you.
Một ngày nữa lại trôi qua, ngày mới lại bắt đầu. Và mình thì tiếp tục hành trình của mình. Mình hôm qua mình có đỗ ở Hữu Lũng. Giờ ăn sáng xong mình lại bắt đầu hành trình của mình đi dưới khu công nghiệp. Hiện tại thì đang gần hết đất Lạng Sơn rồi. Đường Lạng Sơn thì cũng cứ quanh co thế này thôi, không đông xe cho lắm, nhưng mà mình sắp hết đất ở đây thì sang Bắc Giang thì sẽ rất là đông. Cái thời gian này là thời gian công nhân học sinh đi lại rất là đông. Ở cái chỗ này là hay bắn tốc độ nhất ở Bắc Giang. Ngày mình còn nhớ là 2015 thì mình bị bắn tốc độ ở đây là 3 giờ đêm. Lúc đấy thì mất 2 triệu rưỡi. Cái lúc đấy thì vào cái lúc 3 giờ đêm rồi, mình buồn ngủ quá rồi. Mình cố đi nhanh một chút để lên cây dầu để ngủ, nhưng mà không ngờ là ban đêm 3 giờ đêm mà vẫn còn làm. Từ đấy đến giờ là khiếp ở chỗ này luôn. Mọi người đi qua để ý nhé. Ở đây vừa qua cầu Quang Thịnh. Thank you.
Hôm nay thì đường cũng khá là vắng. Thì mình cũng chạy xe hơn 10 năm rồi. Cái đoạn đường Bắc Giang này là mình khiếp nhất luôn. Đoạn đường này là quốc lộ 1. Nó rất là đông. Cái đoạn này thì bình thường, những ngày bình thường ấy thì không sao, nhưng mà đến những ngày thứ bảy, chủ nhật thì công nhân ấy hay đi làm xe máy rất là đông. Với lại giáp Tết nữa, mình rất là khiếp mấy cái ngày này luôn. Bởi vì mình chứng kiến quá nhiều vụ tai nạn xe máy đường này rồi. Đường thì cũng không phải bé lắm đâu, nhưng mà xe máy thì rất là nhiều. Mỗi năm cứ gần đến những cái ngày giáp Tết ấy thì lượng công nhân đổ về rất là đông. Hãi hùng cái đoạn quốc lộ này luôn. Đi cao tốc thì rất là nhanh thôi, nhưng mà là rất là tốn phí. Từ đây thì mình xuống cái khu mà chỗ mình giả hàng ấy thì rất là nhanh thôi. Đường rất là thông thoáng. Bởi vì đường cao tốc này thì cấm xe máy lên. Mà lại đường rộng ấy thì đi được rất là nhanh luôn. Mình cảm thấy là những cái tuyến đường này là đi rất là nhanh. Hôm nay mình xuống trả hàng xong thì mình sẽ đánh xe về công ty, xong rồi mình sẽ bắt xe khách về nhà luôn. Bởi vì hôm nay mình có một cái thông báo ở trên nhóm của công ty rồi, tức là Trung Quốc đóng cửa, hàng hóa thì không có, mà xe công ty thì rất là nhiều. Cho nên là công ty cho nghỉ bớt, xong rồi vẫn có lương 30% lương để nghỉ một số, còn có ba bốn anh em thì vẫn đi làm. Bởi vì cái mùa này Trung Quốc đóng cửa, các doanh nghiệp vận tải thì rất là khó khăn, mà mình đi làm ấy thì lương nó cũng không đủ để chi phí cho mình sinh hoạt, xong rồi cả gia đình các kiểu nữa. Thì đợt này mình xuống thì mình cũng chuyến hàng cuối cùng, về thì cũng nghỉ thôi. Thì hiện tại thì mình cũng đi làm lái xe được rất là nhiều năm rồi. Bây giờ mà cảm giác nó nghỉ thì thật sự rất là buồn. Biết là làm như nào, nhưng mà cái khó khăn này là khó khăn chung của tất cả mọi người rồi. Vì mình phụ thuộc vào Trung Quốc nhiều quá. Giờ Trung Quốc đóng cửa thì rất nhiều anh em mất việc. Về phần công ty thì mình cũng rất là thông cảm thôi. Công ty không có hàng thì kiếm đâu ra việc để mà cho anh em làm. Có nhiều công ty ấy, thậm chí là còn bán xe cơ. Thật sự mà bây giờ mà nghỉ ấy, thì mình đi làm nó quen rồi. Bây giờ mà nghỉ thật sự là không biết là làm cái gì nữa. Có khi là phải kiếm một công việc khác để bù đắp cho những cái thời gian mình không làm gì trong cái thời gian này luôn.
Giờ mình đang vào quốc lộ 18 rồi mọi người ạ. Quốc lộ này thì nối Hạ Long, Quảng Ninh, sân bay Nội Bài. Cái chỗ mình giả hàng cũng gần đây rồi. Cũng biết là gần khu Yên Phong mở rộng nhưng mà mình chưa biết công ty ở đâu. Một tí mình vào đây mình sẽ chắc là tìm hỏi đường. Ở cái đoạn đường này cũng khá là đẹp. Hai bên là hàng cây. Đây chỗ mình đang rẽ vào khu công nghiệp đây rồi. Trong khu công nghiệp này còn đỉnh cảnh còn đẹp nữa. Ở đây có mấy cái bậc rất là khó chịu luôn này. Cứ nhô lên như kiểu giảm tốc mọi người ạ. Trời hôm nay nắng rất là đẹp luôn. À, mình sẽ dùng điện thoại để tìm công ty. Trong công nghiệp, khu công nghiệp thì có lúc có công ty tìm rất là dễ. Có công ty tìm mãi chả thấy đâu. Ở đây là rẽ phải. Mình sẽ chỉ rẽ bên phải. Wow, rất là nhiều xe đưa đón công nhân. Tầm này là công nhân vào ca hết rồi, cho nên là đỗ để chờ đưa đón lại về luôn. Mình sẽ lại rẽ trái tiếp. Đi thẳng. Đây có cái tòa nhà rất là đẹp nhưng mà chưa có người ở luôn, chắc làm khu chung cư hay ký túc gì đấy mọi người ạ. Đây rồi. Công ty thì nằm ở ngay bên trái cái vòng xuyến này luôn rồi. Thực ra là công ty này là cũng dễ tìm.
ngay cạnh một cái đường to tướng ở trong khu công nghiệp luôn, HTNS. Cái cổng của nó ở đâu nhỉ? À đây rồi, có một con xe con đang ra đây rồi. Ông có cái cổng to thế mà ông có mở một tí luôn. Ở công ty này có rất là nhiều ô để xe lùi vào trả hàng đây, rất là nhiều cầu luôn, bốn mấy cơ mà. Cái ô của mình giả hàng thì là ô số 11. Trên này là 40 thì 11 thì sẽ là tít ở dưới kia rồi. Chắc là ở gần đâu đây mấy con xe tải ở tít đằng kia rồi. 21, 20. Đúng là ở ngay gần ngay cái xe tải thùng kín đây rồi. 13, 12, 11 đây rồi. Như vậy là xe mình đã lùi vào cầu để mà sang hàng rồi. Cái con xe mình đầu kéo Trung Quốc đây thì sẽ sang xe đỏ ấy, xe Mỹ, xe đang kéo công 40 để xếp đi đường biển, tức là lên thuyền đấy mọi người ạ. Thế là mình kết thúc hành trình của mình ở đây thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Chào các bạn.